thích ăn nấm không? Có ai thích trồng nấm không? Vô đây nè. Đây nấm hoàng kim nè, đẹp chưa? Đây là nấm hoàng ngọc nè. Đây là nấm hoàng kim nè. Đây là sò xám nè. Còn đây là sò trắng nè các bạn. Nhìn đủ màu sắc luôn không? Đã không? Mấy chị em phụ nữ mà ở nhà nội trợ buồn chán quá không có gì làm á thì có thể sắm vài chục bịch phôi này nè để trong nhà, xong rồi cứ tưới nước mỗi ngày là sẽ có nấm cho gia đình mình ăn thôi, vừa có việc làm mà lại vừa vui nữa các bạn. Những cái loại nấm mà mình kể trên đó các bạn là phù hợp cho những người mà mới tập trồng á. Cách chăm sóc nó giống nhau, đơn giản mà lại nhanh có nấm ăn nữa các bạn. Quy trình mình kể sơ sơ cho các bạn nghe như vậy nè. Các bạn nhận phôi nấm về, các bạn sẽ kiểm tra bịch phôi của mình xem là tơ nấm nó có khỏe chưa, đủ ngày ra nấm chưa. Nếu mà bạn nào không biết nhìn tơ nấm, không biết nhìn phôi nấm có đủ ngày hay chưa thì các bạn hãy hỏi cái người mà cung cấp phôi cho các bạn. Khi mà phôi đủ ngày rồi thì mình đem về, mình tháo bông gòn, mình đậy nắp khoảng từ 5 đến 7 ngày. Khi mà tơ nấm nó xù lên giống như cái bông gòn ở chỗ cái cổ miệng thì mình bắt đầu mở nắp nó ra, xong rồi mình tưới. Tưới được vài ngày thì nó sẽ lên nấm mịt mù như vậy nè các bạn, xinh xuê luôn á. Cái thao mà vui nhất trong cái công cuộc trồng nấm này đương nhiên phải kể đến cái quá trình hái nấm rồi. Hái nấm rất là vui luôn á. Khi mà thu hoạch xong rồi á thì mình để cái bịch phôi đó khoảng 2-3 tiếng, xong rồi mình bắt đầu mình vệ sinh cái cổ miệng của nó. Mình cạy những cái gốc nấm cũ sót ở trong bịch phôi ra, xong rồi mình sẽ đậy nắp lại. Đậy khoảng từ 5 đến 7 ngày mình lại mở nắp ra, xong rồi mình tưới thì sẽ có nấm ăn tiếp thôi. Cứ lặp đi lặp lại hoài vậy các bạn. Phải tưởng chục lần luôn á thì nó sẽ hết ra nấm nổi thì mình sẽ bỏ cái phôi nha. Chục lần ra nấm vậy tương đương là 3 đến 4 tháng lận đó các bạn. Tại vì mỗi tháng nó có thể là ra từ 2 đến 3 lần tùy loại nấm nha. Tùy cái cách bạn chăm sóc, bạn tưới nhiều hay ít nữa. Khi với các bạn tưới thường xuyên á, giữ đủ độ ẩm á thì nấm nó sẽ nhanh ra nè, nó ra được xum xuê và tươi tốt. Đặc biệt là vào mùa mưa nè các bạn, trồng các loại nấm này nó rất là thích hợp luôn á. Độ ẩm cao mát mẻ thì nấm nó sẽ ra tươi tốt. Nấm hoàng kim nè. Nấm hồng ngọc nè. Đậu quý xám nè. Sò xám nè. Sò trắng nè. Viên gỗ luôn.